Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Vâng, mời cả những công trình linh của Hữu Loan đứng dậy. Mời các vị đứng dậy, các vị là cán bộ chiến sĩ của sứ đoàn của Lâm. Đây là những năm có của sứ đoàn, một thơ và mất bài bài. Hôm nay ta được về đây dự buổi này thực sự là xúc động và thực sự là vinh dự. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ sứ đoàn 170, đoàn 559, thời kỳ 1970, thời kỳ 1977. Thời kỳ này là các đồng chí đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần chiến đấu thần tốc giải phóng Sài Gòn, thống nhất tổ quốc. Sau 45 năm theo quyết định của từng đơn vị, lần lượt các đồng chí được giải quyết chính sách, chuyển ngành, tu trí, phục viên về địa phương. Chưa có dịp nào để có cơ hội gặp mặt. Hôm nay theo nguyện vọng chính đáng của các đồng chí, chúng ta về đây, tề tự về đây để ôn lại những kỷ niệm một thời đã cùng nhau phục vụ chiến đấu và chiến đấu ở sư đoàn 170, chiến trường ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Gặp mặt sau 40 năm thực sự xúc động và thực sự tự hào. Tự hào về quá khứ một thời của chúng ta tham gia chiến đấu ở chiến trường ABC. Kính thưa các đồng chí, hôm nay ngày vui của chúng ta, tôi xin thay mặt những người làm tổ chức xin được cảm ơn gia đình con cháu dấu rể của đồng chí Nguyên, gia đình Bạch Trương, công ty Agrop có làng hoa chúc mừng chúng ta, đề nghị chúng ta liên hệ cảm ơn. Và lãnh đại đội 14 sư đoàn 170, mời đồng chí Nguyên đứng dậy. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Doãn Nam, phòng kỹ thuật sư đoàn 170. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dân, trung đoàn 4, sư đoàn 170. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trường, trung đoàn 4, sư đoàn 170. Mời đồng chí Trường đứng dậy. Đồng chí Trường ơi, đồng chí Trường vậy. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Giáp, trung đoàn 4, sư đoàn 170. Mời đồng chí Giáp đứng dậy. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bư ở trung đoàn 4. Mời đồng chí Bư đứng dậy. Đồng chí Bư ngoài. Rồi. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hùng ở trung đoàn 4, sư đoàn 170. Cảm ơn đồng chí Hùng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoài, trung đoàn 4, sư đoàn 170. Cảm ơn đồng chí Đoài. Đẹp trai lắm, ngon. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bồ, trung đoàn 4, sư đoàn 170. Cảm ơn đồng chí Bồ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Già, chính trị viên C14, trung đoàn 1, sư đoàn 170. Đây là thủ trưởng già một thời làm chính trị viên
đại đội vệ binh của sư đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Nguyệt, chiến sĩ đại đội 4 vệ binh sư đoàn 70, đồng là chủ nhà, đồng thời là chủ nhà. Mời đồng chí Nguyệt. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Tư, y tá trạm 84 giới vị trí giáo liên sư đoàn 70. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Linh Kiên, y tá tiểu đoàn 20 phòng hậu cần sư đoàn 70. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Nam, nguyên là bác sĩ trưởng khoa nội bệnh viện sư đoàn. Mời bác Nam được nhận. Còn bản thân tôi, xin thưa với các chị, xin thưa với các bậc các chị và các cháu, tôi là Nguyễn Trọng Thuyên, là ở phòng bán quân nhu phòng một cần, rồi làm quân lực của tiểu đoàn 20 bán quân nhu phòng một cần sư đoàn 70, và hôm nay chủ đề đây xin chào các chị. Tôi xin đại diện gia đình và nhân dân cả nhân tôi xin kính chúc gia đình đồng chí Trần Thị Nguyệt cùng tất cả các đồng chí là hội viên hội cựu chiến binh, là những cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ 470 đoàn 559 một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ sơ qua về tôi thì báo cáo về các đồng chí là tôi là nguyên là cựu thanh niên lưu phong nhập ngũ năm tháng 5 năm 1967, và sau hết nghĩa vụ 3 năm thanh niên lưu phong thì được cử đi đại học trường là sơ cấp xây dựng Nghệ An, và sau khi học để chuẩn bị xong một đại rồi thì chúng tôi lại tiếp tục là được phân về là cơ quan, và sau về cơ quan rồi thì lại có cái lệnh tổng đồng yến là năm 1971 được tháng 1972, lúc đó cái thời kỳ rất ác liệt mà ở các mặt trận phía Nam. Thế là tôi cùng với đồng chí Nguyệt và cơ quan của chúng tôi trong công ty xây dựng 2 là đi là 10 đồng chí, và đến thực tế bây giờ về đấy là hiện tại đang còn sống ở đấy là có tôi với đồng chí Nguyệt, còn các đồng chí đã hy sinh vì dân, vì nước, vì quân đội đã quên mình. Là năm 1976 tôi được xuất ngũ và chuyển ngành tiếp tục về tại công ty xây dựng 2 làm công tác quản lý của các công trường, và sau đó về là làm là phó tổ chức của công ty xây dựng 2, và đến một cái thời điểm là năm 1983 là tôi là được nghỉ hưu. Tôi báo cáo với các đồng chí thì bây giờ hiện tại gia đình tôi là có 3 trai 2 gái, thì có là 7 cháu nội ngoại. Tôi là Phan Đông Bộ, huyện Vân Quan của tôi, Phan Đông Bộ và đồng chí Hà Ngọc Đoài là hai anh em nhập ngũ năm 1971, sống và chiến đấu là tại trung đoàn 4, sư đoàn 470, khi thì ở tiểu đoàn 47, trung đoàn 4, khi thì chuyển tên là tiểu đoàn 47, trung đoàn 575 là trung đoàn trực tiếp tham gia mở màn chiến tranh đánh vào bán Mê Thuật ngày 10 tháng 3 năm 1975, là lực lượng tiên phong đi đầu, là cái thứ nhất. Anh em chúng tôi công tác tại trung đoàn 4 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, và sau đó tôi tiếp tục ở lại xây dựng quân đội đến năm 1986 thì ra quân. Lúc ra quân là làm cán bộ nhỏ một tí thôi, là thường bị phó tiểu đoàn trưởng. Hôm nay nhân ngày gặp mặt thì tôi xin gửi tới tất cả các vị khách quý, xin gửi tới các đồng chí, xin gửi tặng phu nhân một bài thơ nói về tình đồng đội. Bài thơ được mang tên Huyền Thoại Mở Đường Trường Sơn. Tự hào chiến sĩ Trường Sơn, một thời lửa đạn chiến trường sông pha, lớn lên từ những miền quê, nghe lời đàn gọi lên đường tòng quân. Trường Sơn đồi núi điệp trùng, vào đoàn 59 tham gia mở đường. Nổ mìn
phá đá làm đăng âm, đào đồi xẻ núi bạt đèo ngày đêm, quyết tâm bắt núi cúi đầu, bắt sông giành lối nhường đường xé qua, nắm đường trục dọc đông tây, trục ngang 21 xuyên sâu cả vùng, giao thông thế trận đà bày như dây thòng lòng chiếc vây quân thù, máy bay giặc bị điên cuồng ráp tâm oanh tạc phá tan tuyến đường, bom đào bom nổ hất tung 52 rải thảm mặt đường hạt tương, bom bi bom vướng từ trường gây ra thảm họa chết người xảy ra, giặc đào ta đắp xả chi dù máu có đổ những đường phải thông, xe đi nối tiếp xe đi từng đoàn binh khí xông ra chiến trường, quân vào lũ lượt từng đoàn thắng trần giòn dạ đón chào tin vui, miền Nam giải phóng hoàn toàn nước nhà thống nhất thỏa lòng bạc mong, xứng danh bộ đội Cụ Hồ làm nên huyền thoại mở đường Trường Sơn. Thế đó, thấy bản thân mình thấy là mình phải phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với cái sự hy sinh của bố mẹ, của các cô các chú ngày xưa đã hy sinh và đổ cả mồ hôi cả máu, và may mắn rằng các cô các chú ở đây rồi bố con ở đây trở về được và có chúng con ngày hôm nay. Thì một lần nữa thì con yêu quý, con yêu bố mẹ, con yêu gia đình và cảm ơn tất cả cô các chú đã bớt thời gian tới gia đình nhà con để tham gia cái chương trình họp mặt ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Nhập ngũ tháng 9 năm 69 vào chiến trường tháng 3 năm 70, đảo Trình Xia Đúc là tôi vào chiến trường. Cùng đi có anh Kiên, có anh Tư và có nhiều người ở Thanh Chương. Nhưng mà cơ bản là cái số người về chỉ được khoảng một nửa. Tôi về sư đoàn 170 và được vào phòng hậu cần sư đoàn ở trung đoàn 551 làm trợ lý quân nhu, sau đó về sư đoàn 1 làm trợ lý quân nhu của ban quân nhu phòng hậu cần, rồi làm quân lực của tiểu đoàn 20, rồi đến năm 77 được chuyển ngành về huyện ủy Thanh Chương, rồi sau đó về tỉnh ủy Nghệ An, rồi là huyện ủy Thanh Chương, xin về làm việc ở huyện ủy Thanh Chương với chị Nguyễn Thị Huệ, vợ của bác Tràng. Hai chị em làm việc với nhau cùng hơn 30 năm tại huyện Thanh Chương và tôi được về hưu cách đây 10 năm. Và chúng ta bây giờ theo quan điểm của anh, chúng ta gọi tất cả những người có mặt đây là những người bố và những người mẹ. Rất là xúc động ở trong một cái khung cảnh. Chúng đi, anh đi làm rất nhiều các tất cả các bài chương trình liên quan đến gọi là những sự kiện có những người cựu chiến binh năm xưa chiến trường Quảng Trị này nọ rất là nhiều rồi. Mỗi lần anh về với làm trình trực tiếp nghĩa trang Trung Bồn hay là về với nghĩa trang Trường Sơn, mỗi lần để làm trình trực tiếp thì đứng đó hoặc là vào kể cả nghĩa trang Quảng Trị, tức là vào Quảng Trị ấy, thì cái cảm xúc của tôi lúc đó không biết thế nào, tự nhiên cảm xúc lúc đó là gì đó, rơi nước mắt trong những cái khoảnh khắc đó. Rất là phải nói rằng là để nghe những cô hướng dẫn viên nói về những sự khốc liệt và những cái mà bộ của chúng ta, những người bộ của chúng ta đã trải qua, chúng ta phải nói là kính khủng, kính kiệt thật. Chúng ta sống trong thì hòa bình, chúng ta được ăn no mà cái chúng ta được học hành, và chúng ta có những ngày hôm nay, và chúng ta tri ân, chúng ta gọi là tri ân đi, cảm ơn các cô, và sau đó là những người mẹ đã âm thầm chịu đựng. Tôi nhớ một cái hình ảnh có thể nói không bao giờ quên, bước một đường Trường Sơn, thầy anh lái xe đi theo đường Quý Bảo, chốc cá ngồm ngồm vượt thăm thẳm. Tôi nói thế này thì thằng Bình nó sẽ thua. Cái đầu tiên là tôi thán phục cái chuyện đấy. Cái thứ hai tôi gặp là đồng chí Tứ Linh Trường, đồng chí Nguyễn. Rất may mắn lúc này là đang xuống làm việc với phòng quân y, quân khu, gọi là quân đoàn 559. Thì thủ trưởng
có cầm mấy chiếc quạt gọi là cái quạt mà ta chặt từ cái cỏ đó, rồi là đi vậy cho từng người như thế này. Mà lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, mới 24 tuổi để ra trường. Nhưng ngày tháng ở đó chúng thấy thầy rằng là một niềm tin nó càng ngày càng củng cố. Chứ một sinh viên trẻ của Y khoa Hà Nội vào trường Sơn cứ nghĩ rằng khó lòng và đánh mình. Nhưng mà đến Bộ Tư lệnh năm năm chỉ, thầy một cái không khí hào hứng vô cùng, thầy một cái sinh hoạt của bộ đội chiến sĩ cực kỳ khoa học, và thấy được một cái sự đoàn kết thương yêu đùm bọc gần nhau thật đáng trân trọng. Hiện nay nhà tôi ở ngay cổng bệnh viện Đa Khoa Huyện Thanh Chương, trên xuống là bên tay phải, đối diện với cổng bệnh viện, và dưới bên dưới lên là bên tay trái. Mong rằng anh chị em đây sẽ có ngày gặp mặt tại gia đình thôi. Tôi cũng rất mong muốn điều này. Tôi cho rằng lớp người chúng ta là thuộc lớp người rất đặc biệt. Cái đói khổ của năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ, chúng ta giành thắng lợi, chúng ta cũng đã đi qua. Cuộc kháng chiến chống Mỹ bất trực tiếp anh em mình đã tề tự ở chiến trường, rồi gặp nhau ở đây và làm việc ở đây, và giành cho đến thắng lợi cuối cùng. Đấy cũng là một mốc lịch sử cực kỳ quan trọng. Rồi thời kỳ bao cấp, lúc đó có thể còn người đang ở quân đội, còn người đang ra ngoài. Thế nhưng chúng ta cứ chấp nhận một sự khắc khổ, đói thiếu, cực kỳ vất vả, và vươn lên trong mọi sự đói khổ nghèo nàn ấy để duy trì được cái sự vật. Tôi cho đây là một mốc thứ ba cũng cực kỳ đáng nhớ. Còn tôi hiện nay đã về hưu, có 4 đứa con, 2 trai 2 gái, các cháu đã có gia đình, có công việc, và có 9 đứa cháu người ngoài, đứa nào cũng có con trai con gái. Tôi cho rằng đây là phúc nhà, đây là ơn đất nước, đây là ơn tình nghĩa đồng đội đã hy sinh để cho chúng ta được như ngày hôm nay. Đau xót lắm, thương nhớ lắm, nhưng mà chúng ta không thể nào làm cho các đồng chí đó sống lại với mình được. Hôm nay chúng tôi thành tâm tưởng niệm đến linh hồn của các đồng chí, mong các đồng chí ở đấy xuôi vàng, dù ở trong những cái lễ đài được tổ chức trân trọng hay phần thân hồn của mình còn ở nơi đâu, thì cùng nhớ về những người đồng đội của chúng ta đang ngồi tê tiểu có mặt của này. Xin cảm ơn cả đồng chí. Con người lính mùa thu ấy ra đi từ mãi trong nghèo. Con người lính mùa đông ấy ra đi từ đó không vui. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây treo. Chiều biên cương trắng trời xuyên núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Bốn mùa tóc bài nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ. Phía hoàng hôn rực cháy lên màu hoa đỏ. Phía hoàng hôn.
phía